Đây, lúc chưa hạ bộ mình đang dậy ha. Đây sẽ bị mình gà lút. Này, máy thái xịn nè, 1747 luôn ha. Này, hơi dơ, này chân hơi dơ. Quá đẹp. Rồi giờ bắt đầu dỡ cái bồn ra ha. Để mình thay vô cái bồn hướng bao. Bồn 70 gập lút. Còn đẹp lắm. Mình chưng ở đây. Cuốn bây giờ nó giật cái bồn ra rồi anh em ơi, thì bắt đầu lấy dàn khung mới để vô là xong. Nhìn thấy rất là gọn rồi. Nhìn sườn của nó nè, cứng lắm. Cái này là đầu máy chữ Thái nha. Cái sườn này hàng bông gì mới lắm. Giờ đang lên bồn con này. Một chiếc gờ đẹp này giờ đã xong. Rồi chào anh em nha, chiếc lút này giờ đã hạ bồn hoàn chỉnh hết luôn rồi đó. Máy sẵn sàng có thể giao cho khách. Chiếc lốt đẹp này, chiếc gà lốt này giờ lên xe đây. Đây mấy giờ mình đã buồn, thì không có tạ, không có ba tạ cho nên mình dành nó 7 tạ ha. Nhiều anh em thắc mắc sao 7 tạ thì mình không có tạ ba. Thì nó vẫn là mấy giờ, mình có quay quy trình hạ bồn nó rồi. Quá đẹp anh em ơi.
Thì cái lô máy này ưng ý luôn, khách nào cũng ưng ý hết. Nhưng mà mấy giờ mình thả bồn thì để uống. Xe Honda chìa khóa nó còn mà nó cháy xi nhan kìa. Rồi, cảm ơn em nha. Em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt. Máy gặt lúa thì em có DC70 để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có dừa khoan và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Ở phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Em phong lớn kìa. Đây anh em nào muốn xài 105 thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha. DC95GM hàm cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái. Đây, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây, cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây rất là mới nha nè. Này là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi, còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Phía trong này cũng để có để máy đó nha, phía trong. Đây là kho máy cày phía sau. Mình để những cái máy giống như là 6040 và 7040. Có đủ bộ ủi xới cày của nó luôn ha, nguyên bản từ bên kia về. Đây thì cũng có 4508 nữa và 4708, phía trước cũng còn nhiều máy cày và một số 3608 đằng kia 36 à. Đây là khu vực phía trước nha, mình có để mấy máy cày mới 4018 nhập từ Thái nguyên chiếc á, một số 5018 nhưng mà EF494 ha, 4708 với 6040. Chào mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha, thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết, này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bồn. Với hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm thì theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem.
phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Đấy, máy container chứ. Của máy gạch và liên hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á, nhà có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha.